Với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Trong thời gian qua, tuổi trẻ tỉnh Tuyên Quang đã tích cực tham gia đảm nhận các công việc mới, việc khó. Màu áo xanh tình nguyện đã có mặt ở khắp nơi trong tỉnh. Đến với những xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn để tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Những công trình thanh niên, phần việc thanh niên, những hoạt động đầy ý nghĩa của tuổi trẻ đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội. Đây là một buổi lao động tình nguyện của các bạn đoàn viên thanh niên huyện Sơn Dương. Công việc của các bạn trẻ là đào móng, vận chuyển vật liệu để thực hiện xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là một việc làm ý nghĩa, giúp đỡ động viên các em thiếu nhi vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Cháu ở với ông bà, hôm nay các cô, các chú đến cho tiền để hỗ trợ làm nhà. Cháu rất vui, thì cháu sẽ chăm ngoan, cháu học giỏi để không phụ lòng các cô, các chú ạ. Không chỉ xây dựng nhà cho em Cẩm Ly, thời gian qua, huyện đoàn Sơn Dương cũng đã vận động ủng hộ để xây dựng các ngôi nhà tình bạn, ngôi nhà khăn quàng đỏ cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn. Cùng với đó là tham gia thực hiện xây dựng các công trình thanh niên, phần việc thanh niên, tổ chức các hoạt động chung tay bảo vệ môi trường. Thì Ban Thường vụ huyện đoàn chỉ đạo hội đồng đội quan tâm triển khai có hiệu quả việc vận động xã hội hóa, huy động các nguồn lực để hỗ trợ trao tặng ngôi nhà khăn quàng đỏ cho đội viên thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Một trong những hoạt động tình nguyện được các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả, đó là phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Đoàn thanh niên đã tu sửa đường giao thông liên thôn, đắp lề đường bê tông, tham gia vận chuyển, lắp đặt kênh mương nội đồng bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, thực hiện xây dựng các công trình thanh niên, phần việc thanh niên, tổ chức lao động, sửa chữa, xây nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách. Những hoạt động này đã thu hút được các bạn trẻ tích cực tham gia. Tôi có hoàn cảnh khó khăn, được sự quan tâm của nhà nước và hỗ trợ một số tiền để sửa sang ngôi nhà. Hôm nay, đoàn thanh niên xã đã đến, đã bỏ một ngày công đến ủng hộ và sửa sang ngôi nhà để gia đình ổn định cuộc sống. Bên cạnh những cái hoạt động mà để về đích nông thôn mới của xã năm nay thì đoàn xã cũng đảm nhận thêm những cái nội dung công việc như là vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó là cũng phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân để xây dựng được cái tuyến đường điện, đó là cái công việc đảm nhận chính của đoàn. Thì đến nay thì đoàn cũng đã phối hợp để vận động được nhân dân là tuyên truyền là xây dựng được 2 km đường điện thắp sáng. Việc xây dựng các công trình phần việc thanh niên chào mừng đại hội đảng các cấp cũng đã được thực hiện hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, toàn đoàn đã hoàn thành 8 công trình thanh niên cấp tỉnh, trị giá trên 4 tỷ đồng. 29 công trình thanh niên cấp huyện, 357 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng. Những công trình này tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn, các công trình lớp học, nhà bán trú, các điểm vui chơi cho thiếu nhi. Hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng đã được đẩy mạnh. Bên cạnh việc tuyên truyền, các cấp bộ đoàn đã tổ chức triển khai thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, chương trình đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, đổi rác thải nhựa lấy đồ dùng học tập. Các buổi lao động vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và ngày thứ bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh cũng đã thu hút được đoàn viên thanh niên tham gia hiệu quả. Ban Thường vụ Thành đoàn đã phối hợp với Chi cục Bảo vệ Môi trường tổ chức các hoạt động gia quân hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và thực hiện phong trào Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa. Trong thời gian tới thì Ban Thường vụ Thành đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động về bảo vệ môi trường, đặc biệt là thực hiện chương trình đổi rác thải nhựa lấy cây xanh và duy trì nâng cao hiệu quả của các ngày thứ bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh. Ngay từ đầu năm học thì Hội đồng đội tỉnh đã chỉ đạo xây dựng đồng loạt gần 300 ngôi nhà kế hoạch nhỏ
Và hoạt động này thì nhằm giúp cho thiếu niên nhi đồng tham gia bảo vệ môi trường và phân loại và xử lý rác thải nhựa. Và trong thời gian tới thì hội đồng đội sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đội trong toàn tỉnh duy trì tốt mô hình để xây dựng và hình thành thói quen bảo vệ môi trường, xử lý rác thải nhựa cho thiếu niên nhi đồng. Đặc biệt, để giáo dục ý thức cho thiếu nhi về bảo vệ môi trường, hội đồng đội tỉnh Tuyên Quang đã phát động thực hiện phong trào mô hình ngôi nhà kế hoạch nhỏ. Theo đó, các liên đội trong toàn tỉnh sẽ thực hiện gần 300 mô hình này. Ngôi nhà gồm 3 ngăn chức năng, gồm ngăn đựng vỏ nhựa, ngăn đựng giấy và ngăn đựng vỏ lon, đã giúp cho các em học sinh trong liên đội nhà trường dễ dàng thu gom, phân loại phế liệu theo đúng quy định. Em được các thầy cô hướng dẫn thu gom và phân loại rác thải tại gia đình để góp phần làm cho môi trường thêm xanh, sạch đẹp và đóng góp cho các bạn học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Với chương trình này, liên đội đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho các khối lớp theo từng tuần. Qua đó thì hình thành cho các em thói quen chung tay xử lý rác thải nhựa và phòng chống rác thải nhựa. Các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện có hiệu quả thông qua tổ chức các hoạt động trong tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chương trình tiếp sức mùa thi, hiến máu tình nguyện. Trong đó có việc tổ chức ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2020. Tỉnh đoàn đã phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu giọt hồng xứ Tuyên năm 2020 và thu hút trên 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia đăng ký hiến máu trực tiếp tại ngày hội, thu về 500 đơn vị máu. Ngoài ra, các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức hiến máu tình nguyện, thu được trên 3.100 đơn vị máu. Đặc biệt, tham gia phòng chống dịch COVID-19, đoàn đã tặng trên 85.000 khẩu trang, trên 2.000 chai nước rửa tay sát khuẩn cùng lương thực, tiền mặt với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Những hoạt động này đã góp phần thực hiện có hiệu quả việc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tiếp tục các hoạt động tình nguyện, trong chương trình tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện năm nay mới được khởi động, cũng đã có rất nhiều hoạt động ý nghĩa được các cơ sở đoàn tổ chức. Trong đó, ngay tại buổi lễ ra quân thực hiện chương trình, đoàn thanh niên khởi công xây dựng công trình Trường đẹp cho em tại điểm trò trường tiểu học Yên Hương, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, trị giá 180 triệu đồng. Đối với điểm trường trò của chúng tôi thì đã rất nhiều năm rồi, về cơ sở vật chất rồi về đời sống bà con dân cư nơi đây thì rất là khó khăn. Khi mà được đoàn thanh niên, tỉnh đoàn hỗ trợ để mà xây dựng được cái công trình lớp học này thì là niềm mơ ước và rất là phấn khởi của bà con nhân dân cũng như là các cháu học sinh và cũng như là cán bộ giáo viên. Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện, tại các địa phương trong tỉnh cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng và đảm bảo an sinh xã hội được tổ chức. Thông qua những hoạt động này, góp phần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng. Chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cũng triển khai trong tất cả các cấp bộ hội trên địa bàn toàn tỉnh với các hoạt động tập trung tại các vùng địa bàn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh, tập trung vào một số hoạt động như các hoạt động an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, vận động các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng nhà, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, xây dựng các điểm trường và tổ chức các hoạt động khám phát thuốc miễn phí cho người dân. Và cùng với đó thì cũng sẽ tiếp tục đảm nhận các tuyến đường sáng xanh sạch đường quê nông thôn mới tại các xã nông thôn mới và xây dựng các công trình thắp sáng đường quê để góp phần đảm bảo an sinh, an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Phát huy vai trò tinh thần xung kích tình nguyện của các bạn trẻ, các cấp bộ đoàn trong tỉnh cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đảm nhận các công việc khó, việc mới. Trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện với những việc làm cụ thể như tặng quà, quần áo, chăn ấm cho học sinh nghèo, những hộ có hoàn cảnh khó khăn ở những xã vùng sâu, vùng xa có nhiều khó khăn.
tặng đồ dùng sinh hoạt và hỗ trợ hộ nghèo làm nhà, sửa chữa nhà ở. Vận động ủng hộ các trường bán trú, các trường mầm non trên địa bàn tỉnh để góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 73 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ. Bên cạnh đó là xây dựng các công trình thanh niên, phần việc thanh niên để chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Bằng những việc làm cụ thể, thanh niên Tuyên Quang đã và đang phát huy sức trẻ, lòng nhiệt huyết của mình, tình nguyện đảm nhận những công việc khó, việc mới, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Thông qua các hoạt động này sẽ giúp các bạn trẻ được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, xứng đáng với vai trò là những người chủ nhân tương lai của đất nước.